Đã cẩn thận tắt quạt nhưng lúc nào vào phòng cũng thấy đang mở. Chủ check camera phát hiện sự thật bất ngờ. Theo đó, ngay khi nhìn thấy chủ đi ra ngoài đóng cửa phòng cẩn thận, chú chó nhỏ đang nằm bóng bật người đứng dậy, lần mò lại cái chỗ chiếc chiếu, sau đó trải ra cho ngay ngắn, rồi tiện thể bước thêm mấy bước bật mấy quạt cho nó không thoát căn phòng. Bay ơi, ông cố ơi. Dường như vẫn còn chút gì đó chưa thỏa mãn, chú chó vội vã quay đi, chạy tới chỗ công tắc, tắt cái đèn đi để hạ ánh sáng không gian phòng ngủ xuống. Cuối cùng chú chó điềm nhiên nằm trên chiếc nệm êm, hưởng gió mát trong căn phòng tối tha hồ mà ngủ. Ghê chưa? Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người phải thốt lên, đúng là không như chó là có thiệt. Một số ý kiến khác được mọi người để lại: trải ra cho đã rồi hạ cái mình nằm xuống cái chỗ mà tưởng rớt xuống đất luôn rồi chứ. Các bà sợ bệnh nên không nằm ngay quạt mà nằm né mé hoàng bên, chứ để quạt khỏi một chỗ dễ bệnh lắm. Khuyên vậy thì nó đổi cái nón bảo hiểm chống cây gậy đi lòng vòng trong nhà là hiểu rồi hen. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.